Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo giá cà phê và giá tiêu ngày 3 tháng 6 2021 được phát trên kênh Rick Hill Wired. Lời đầu tiên về bản tin dự báo giá cà phê và giá tiêu ngày 3 tháng 6 2021. Rick Hill Wired muốn gửi cho các bạn cùng tham khảo một số tin tức đáng chú ý liên quan đến giá cà phê và giá tiêu ngày hôm nay như sau. Đối với thị trường cà phê thế giới, giá cà phê hôm nay ghi nhận tăng giảm trái chiều giữa giá cà phê Robusta và giá cà phê Arabica so với ngày hôm qua. Cụ thể là giá cà phê Robusta tại London ghi nhận tăng 8 USD trên tấn so với ngày hôm qua và đang giao dịch ở mức 1.591 USD trên tấn. Còn về giá cà phê Arabica tại New York ngày hôm nay ghi nhận giảm 1.3 USD trên pound so với ngày hôm qua và đang giao dịch ở mức 161.05 US cent trên pound. Còn về thị trường giá cà phê trong nước ngày hôm nay, sau một ngày chỉnh giá đi ngang trên toàn quốc, giá thu mua cà phê ngày hôm nay ghi nhận tăng từ 100 đồng một ký cho đến 200 đồng một kg so với ngày hôm qua. Nhìn chung, giá cà phê trong nước ngày hôm nay đang dao động trong khoảng từ 33.500 đồng cho đến 35.900 đồng một kg. Cụ thể về bảng giá cà phê trên toàn quốc ngày hôm nay như sau. Về giá cà phê Robusta tỉnh Lâm Đồng tại thành phố Bảo Lộc ghi nhận tăng 200 đồng 1 kg so với ngày hôm qua và đang bán với giá 33.600 đồng 1 kg. Tại huyện Di Linh ghi nhận tăng 200 đồng 1 kg so với ngày hôm qua, giao dịch ở mức 33.500 đồng 1 kg. Tại huyện Lâm Hà bán với giá 33.600 đồng 1 kg, cũng ghi nhận tăng 200 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Đối với giá cà phê Robusta tỉnh Đắk Lắk ghi nhận tăng 100 đồng 1 kg so với ngày hôm qua tại huyện Cư Mờ Ga và đang giao dịch ở mức 34.700 đồng 1 kg. Huyện Ea Hà Leo ghi nhận tăng 100 đồng 1 kg so với ngày hôm qua và bán với giá 34.500 đồng 1 kg trong hôm nay. Tại thị xã Buôn Hồ ghi nhận tăng 100 đồng 1 kg so với ngày hôm qua, hôm nay bán với giá 34.500 đồng 1 kg. Còn về giá cà phê Robusta tỉnh Gia Lai ngày hôm nay tại thành phố Pleiku ghi nhận tăng 100 đồng 1 kg so với ngày hôm qua và giao dịch ở mức 34.400 đồng 1 kg. Tại huyện Ia Garai ghi nhận tăng 100 đồng 1 kg so với ngày hôm qua, hôm nay giao dịch ở mức 34.400 đồng 1 kg. Huyện Chư Prong ghi nhận tăng 100 đồng 1 kg so với ngày hôm qua, hôm nay bán với giá 34.300 đồng 1 kg. Tại huyện Đắk Rờ Lấp ghi nhận tăng 100 đồng 1 kg so với ngày hôm qua và đang bán với giá 34.300 đồng 1 kg. Tại thành phố Gia Nghĩa cũng ghi nhận tăng 100 đồng 1 kg so với ngày hôm qua, đang giao dịch ở mức 34.400 đồng 1 kg. Ngoài ra, giá cà phê Robusta tỉnh Kon Tum cũng ghi nhận tăng 100 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Huyện Lâm Hà đang ghi nhận ở mức 34.300 đồng 1 kg. Cuối cùng là giá cà phê loại 1 giao đến cảng thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tăng 100 đồng 1 kg so với ngày hôm qua và đang giao dịch ở mức 35.900 đồng 1 kg. Về giá hạt tiêu sọ tại các vùng nguyên liệu Tây Nguyên và miền Nam ngày hôm nay tiếp tục ghi nhận giảm nhẹ từ 500 đồng một ký cho đến 1.000 đồng một kg so với ngày hôm qua. Theo nhiều báo cáo của các tỉnh thành gửi lên ngày hôm nay cho thấy, giá hạt tiêu sọ tại Đồng Nai ngày hôm nay được cho là tỉnh có giá thu mua thấp nhất cả nước, ghi nhận giảm 1.000 đồng một kg so với ngày hôm qua. Bên cạnh đó là tỉnh Gia Lai, giá thu mua hạt tiêu sọ ngày hôm nay cũng ghi nhận giảm nhẹ 500 đồng một kg so với ngày hôm qua. Ngoài ra, các tỉnh còn lại đều không ghi nhận thay đổi mới so với ngày hôm qua. Nhìn chung về giá thu mua hạt tiêu sọ trên cả nước ngày hôm nay đang dao động ở mức từ 66.000 đồng một ký cho đến 71.000 đồng một kg. Cụ thể về bảng giá hạt tiêu sọ trên toàn quốc ngày hôm nay như sau. Tại tỉnh Đắk Lắk ghi nhận ở mức 69.000 đồng một kg, không ghi nhận thay đổi so với ngày hôm qua. Còn về tỉnh Gia Lai ghi nhận giảm 500 đồng 1 kg so với ngày hôm qua và đang bán với mức giá 67.000 đồng 1 kg. Đối với tỉnh Đắk Nông đang ghi nhận ở mức 69.000 đồng 1 kg. Còn với Bà Rịa Vũng Tàu ngày hôm nay
đang giữ mức giá cao nhất cả nước là 71.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bình Phước, hôm nay bán với giá 70.000 đồng 1 kg, không ghi nhận thay đổi mới so với ngày hôm qua. Và cuối cùng là tỉnh Đồng Nai ghi nhận giảm 1.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua và đang giao dịch ở mức 66.000 đồng 1 kg, cũng là mức giá thấp nhất của cả nước hiện nay. Ricky Wyatt xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin dự báo giá cà phê và giá tiêu ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, các bạn hãy bấm nút đăng ký để nhận được thông báo cập nhật giá cà phê và giá tiêu mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe và bình an. Mến chào, tạm biệt.